Thưa cho con hỏi, con thấy chùa trước khi phóng sanh có cúng cho chúng sanh đó, họ nói làm vậy giúp gieo duyên cho chúng sanh đó biết đến Phật pháp vào kiếp sau. Vậy họ nói có đúng không? Và con thấy nhiều người hay đến chùa quyên tiền vào hòm phóng sanh hay nhờ người khác mua phóng sanh, như vậy phước họ có nhận được trọn vẹn và phóng sanh đúng pháp như thế nào? Xin sư hoan hỷ giúp. Đầu tiên đó, cái chuyện mà tụng kinh, sẽ nói tụng kinh bất kể Nam Bắc, bất kể tông phái, sư đặc biệt là sư không khuyến khích cái chuyện là tụng kinh rồi mới phóng sanh. Bởi vì xin thưa là cái tâm lý chúng sanh ấy, khi họ bị nhốt thì họ chỉ muốn là được giải thoát càng sớm càng tốt. Còn anh mà ở đó anh ê a anh rề ra anh thuyết trình, anh nói cái này cái kia là cái tâm của chúng sanh đó làm sao họ nghe? Trừ khi nào đó anh cứ thả anh phóng sanh đi, rồi chúng sanh nào đó có duyên với anh thì nó ở lại nó nghe. Tại vì khi đó đó nó không bị bức bối, nó không bị thúc ép, nó không bị thiêu đốt bởi cái sự tù túng, bởi sự trực chọi, bởi sự giam cầm. Có một đoạn kinh như thế này. Trong một lần Đức Thế Tôn sau khi dùng trưa xong thì ngài không có thuyết pháp liền mà ngài chờ đó. Hội chúng do kính Đức Thế Tôn ấy cho nên vẫn ngồi đó chờ. Thì một hồi sau đó có một người cận sự nam, tức là người cư sĩ đó, tại gia cư sĩ đó, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn biết là người này từ xa tới và người này chưa kịp ăn gì hết. Cái người này lúc đó đang rất là đói, và khi người đó đói như vậy người đó sẽ không thể nghe pháp được. Do đó Đức Thế Tôn mới bảo là lấy cái phần cơm thừa mà ngài dùng rồi đó, bình thường ngài dùng xong rồi là ngài vệ sinh, nhưng mà hôm đó là ngài để lại, ngài để phần cơm thừa lại. Và ngài bảo là đem cái phần cơm thừa đó đem cho cái người cư sĩ đó đi. Và người cư sĩ đó, Đức Phật nha, chờ người đó ăn xong, sau khi thoải mái no bụng rồi đó, khi đó Đức Thế Tôn mới thuyết pháp, nhờ như vậy độ người này chứng đắc đạo quả. Quý vị thấy, khi chúng sanh mà bị bức bối, bị thiêu đốt, bị giam cầm thì chúng sanh đó không có tâm trạng để tiếp thu chánh pháp, dù cho người đối diện là một vị chánh đẳng chánh giác đi nữa. Do đó, đó sư có cơ sở để nói rằng phóng sanh thì làm ngay, đừng có ngồi đó mà tụng ê a rề rà. Xin thưa là nhất là một số trường hợp cái con nó đáng lẽ nó chưa chết đâu, nó chưa chết đâu, thả liền nó sống đấy, nhưng mà ngồi đó mà tụng ê a rề rà đó, tới họ tụng xong nó chết ngắt coi chừng ha. Thành ra đó mình làm thiện mà mình không biết là nó có cái ác nghiệp mà nó đi kèm theo trong đó, mình không để ý, mình không biết, thành ra phải cẩn thận ha. Còn khi mà quý vị đã phóng thích, đã tự do, thả tự do cho chúng sanh đó rồi đó, con nào nó có duyên nó ở lại nó nghe. Sự nghe pháp là một cái quyền tự do tự chọn chứ không phải bắt buộc. Mình kề dao vô cổ mà bắt người ta nghe pháp, xin thưa không sao nghe. Cái quý vị mà có nuôi chó đấy, đương nhiên sư không có nó ý nói là chúng con người mà như con chó thì không phải, đừng cố hiểu sai ý sư. Mà sư nói ngay cả coi cái con chó đó, chúng ta nuôi cái con vật nuôi đó, bình thường á mình đem đồ ăn tới là nó sẽ ăn, nhưng mà thử vì nắm đầu nó, vì dí vô trong cái bát ăn của nó, còn nó có ăn hay không. Bình thường để thì nó ăn, nhưng mà mình nắm cái đầu mình dí vô thì làm sao nó ăn. Cho nên làm việc phải có trí tuệ đi kèm. Và cái lý do mà một số vị tụng kinh cho chúng sanh á, nó cũng có lý do chứ không phải không. Đó là thời Đức Phật có 500 vị tỳ kheo, mà khi Đức Phật thuyết pháp, thuyết đến cái đoạn đó thì 500 vị tỳ kheo này chứng đắc đạo quả.
Cái nguyên nhân á là hồi xưa, cái nguyên nhân mà 500 vị này có duyên với chánh pháp á, là hồi xưa ở trong họ là 500 con dơi ở trong một cái hang động, và trong hang đó có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo tụng kinh, coi như là trùng tuyên lại tam tạng, chứ không phải cái kiểu mà tụng kinh AI như mình. Thì 500 con dơi đó có cái lòng mến cái vị tỳ kheo này, và cái âm thanh kinh kệ đó thì 500 con dơi này có cái lòng cảm mến, mặc dù đương nhiên nó không hiểu là cái nghĩa lý trong kinh, nó không hiểu được, nhưng mà cái âm thanh của vị này đó, âm thanh mà lời kinh tiếng kệ nó có cái lòng cảm mến, chính nhờ như vậy có duyên với Phật pháp và đời sau sanh ra làm 500 thanh niên. Và khi mà đủ duyên thì 500 vị này xuất gia, và sau đó không lâu thì chứng đắc đạo quả. Nhưng mà như sư nói, quý vị quay trở lại vấn đề 500 con dơi đó nó sống ở trong hang, và cái tình trạng tâm lý của nó là nó thoải mái và nó có cảm tình. Nè. Chứ còn mà cái dạng chúng sanh mà đang bị thúc ép, nè, đang bị trói buộc, đang bị thiêu đốt, cái kiểu đó mình không lo mà mình giải quyết vấn đề của chúng sanh, mà mình ngồi đó mình ê a thì nó chỉ thỏa mãn cái bản ngã của mình thôi, hoặc là để cho mình thấy là cái buổi lễ nó trang trọng, nói chung là để cho mình chứ không phải để cho nó. Nếu mình thương nó là mình thả nó liền. Còn nhiều một số nơi thì quyên tiền vào hòm phóng sanh, nhờ người khác mua phóng sanh, thì đương nhiên là phước thì vẫn có. Tại vì sao? Họ có cái ý là cái tiền mà tôi bỏ ra đó thì nó sẽ giúp cho chúng sanh được giải thoát khỏi cái sự trói buộc, bản thân nó là phước. Nhưng mà sư nhắc quý vị như như vậy, làm phước nó có nhiều cái nó có nhiều mặt, hoặc có thể nói là nó có nhiều điều kiện, mà khi chúng ta thỏa mãn được những điều kiện đó đó thì phước chúng ta sẽ thù thắng hơn, tức là phước chúng ta nó sẽ trọn vẹn hơn. Một trong những điều kiện đó là gì? Làm phước tận tay, có nghĩa là có sự tham gia của mình vào trong đó. Còn khi chúng ta mà làm phước mà mình gửi người khác làm giùm á, cái kiểu phước đó thì nó cho quả rất là hạn chế nha, nó rất là hạn chế. Còn quý vị nói mà phóng sanh như thế nào đúng pháp á, thì sư có lời khuyên như thế này. Thứ nhất, muốn phóng sanh đi thẳng ra chợ, gặp cái sạp bán chúng sanh ấy mà nó nhắm nó còn sống, mua mua về rồi kiếm cái chỗ nào mà thả mà cho nó sống được á thì thả, hoặc con nào yếu quá mà mình nhắm mình nuôi nó một cái đoạn thời gian để cho nó khỏe lên được á, mà nuôi nó không chết nha, thì nuôi rồi sau đó thả. Đấy. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta ra chợ đó thì những cái chúng sanh ở chợ đó là mặc định là nó sẽ chuẩn bị, nó đón nhận một cái kiếp là bị làm thịt, chứ không phải là nó được người ta bắt về để chủ ý là để phóng sanh. Đây. Còn khi mà chúng sư không khuyến khích mua ở những nơi mà họ chuyên môn bắt bán để phóng sanh. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ lại cộng thêm một cái nghiệp là bởi vì chúng ta cho nên họ mới đi họ bắt. Đấy, rồi hoặc là vì chúng ta lời nói của chúng ta cho nên họ mới bắt cho chúng ta để phóng sanh. Vì lời nói của chúng ta cho nên là họ mới bắt cho chúng ta, họ mới nuôi để họ cho chúng ta phóng sanh. Thì sư không khuyên. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Sư không muốn là vì lời nói của sư mà những cái con chim của những người mà chuyên bán cái bán để phóng sanh, từ đó nó mất cơ hội được tự do. Bởi vì do lời nói của sư mà thiên hạ từ đó trở đi họ không mua nữa,
những cái con nó đáng lẽ nếu như sư không nói nó được tự do, mà vì sư nói nó không được tự do thì sư không muốn như vậy. Hoặc là những con cá sư cũng không muốn là nếu như không có lời nói của sư thì sẽ có người mua mà thả nó, nhưng vì lời nói của sư mà nó không được thả thì sư không muốn. Bất kỳ một chúng sanh nào được tự do thì đó đều là điều tốt. Tuy nhiên khi làm phước chúng ta nên dùng cái trí tuệ đi kèm. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà thả chim mà mấy cái con mà họ bán sẵn ở trước cổng chùa. Xin thưa là nếu như mà có cái khả năng mà mình làm như thế nào đó mà mình thả ra mà nó không bị bắt lại đó, thì sư khuyến khích hơn là mình thả ra để rồi nó bay không được bao lâu hết nó lại bị bắt lại, rồi để người ta bán, rồi cứ bán rồi thả cho tới lúc mà con chim nó mệt, nó đuối, nó chết thì sư không ủng hộ việc đó. Do đó đó, người ta nói là làm ơn thì làm ơn cho trót, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, giúp con nào thì giúp cho con đó nó được tự do hẳn luôn, chứ không phải là chỉ được tự do một cái khoảng để mà nó tăng thêm cái sự mệt mỏi của nó và để sau đó nó chết trong cái sự đuối sức thì sư không khuyên như vậy. Đấy. Cho nên trong cái chuyện này thì chúng ta nên nên có cái trí tuệ đi kèm. Tức là sư nói nhiều như vậy, có thể một số vị không có nắm được ý của sư. Sư tóm gọn là như thế này: muốn phóng sanh, muốn thả con nào đó thì làm cho tới nơi tới chốn. Thà chúng ta làm ít, chỉ thả được một con, hai con, nhưng mà nó sống, nó tự do, nó sống. Còn hơn chúng ta mua cho cả đống cả làng, mà rốt cuộc mình thả ra rồi là chỉ để người ta bắt lại mà thôi.